Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm ở vị trí trung tâm, sát hẻm xe hơi, chỉ cách hẻm xe hơi khoảng 20 m, nằm ở vị trí trung tâm phường 3 quận Bình Thạnh, dễ dàng di chuyển sang quận Nhất và quận Phú Nhuận. Vị trí nhà mình cách khu phố ẩm thực Phan Xích Long và khu phố ẩm thực Vạn Kiếp chỉ khoảng 50 m thôi. Và đây là mặt tiền đường Vạn Kiếp nè. Nếu đi về phía bên trái là trục đường Phan Xích Long, còn đi về phía bên phải này là đường Vạn Kiếp nè. Ngoài ra thì nhà mình có thể đi vào từ hướng hẻm 54 Vũ Huy Tấn. Đây là con hẻm 54 Vũ Huy Tấn đây. Và khi chúng ta đến được cái cổng chùa Phổ Hiền, mình đi vào hẻm này và về phải là đến nhà mình luôn. Và khu vực này rất là an ninh và yên tĩnh, vị trí trung tâm dễ dàng di chuyển sang quận Nhất và quận Phú Nhuận. Và chúng ta đi tiếp vào ngã ba này, quẹo phải và sau một căn đầu tiên là đến căn nhà của mình. Và căn nhà này có hướng chính là hướng đông nam, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Nhà có chiều ngang là 3m4, chiều dài là 8m, diện tích công nhận trên sổ là 27 m2. Nhà có kết cấu một trệt một lầu đúc thật bê tông cốt thép. Công năng gồm có phòng khách, bếp, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Bây giờ Vân xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà. Đây là khu vực phòng khách, gia chủ trang bị sẵn một bộ ghế sofa, một bàn bằng đá hoa cương. Vị trí đối diện này là chúng ta có thể đặt tivi ở bên đây. Bây giờ mình cùng tiến vào khu vực phòng bếp nha. Khu vực bếp thì gia chủ trang bị sẵn một hệ tủ bếp trên dưới. Tủ bếp trên màu trắng và tủ bếp dưới thì bằng màu gỗ. Mặt bếp làm bằng đá hoa cương màu trắng. Ngoài ra còn có một bộ bàn ăn 4 ghế. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng trệt nè. Được thiết kế nằm vị trí dưới cầu thang. Bồn rửa mặt và gương soi được thiết kế phía bên ngoài. Và xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Và đây là không gian của lầu 1, bao gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh sử dụng chung. Đây là phòng ngủ phía trước có ban công và cửa sổ. Gia chủ đã trang bị sẵn một giường ngủ và một tủ quần áo. Phòng này có một cái ban công phía trước. Và xin mời mọi người cùng tiến sang phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai cũng được trang bị giường ngủ và tủ quần áo âm tường. Đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 1. Nhà vệ sinh được thiết kế với đầy đủ các thiết bị vệ sinh mới, gạch ốp phun trần. Và với một căn nhà nằm ở vị trí trung tâm phường 3 quận Bình Thạnh, dễ dàng di chuyển sang quận Nhất và quận Phú Nhuận, đang được gia chủ chào bán với mức giá là 4 tỷ 150 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.